Xin chào bà con nông dân. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một giải pháp tuyệt vời để trị bệnh thán thư và nấm hồng trên cây trồng Champion 77 PVP. Champion 77 PVP là thuốc trừ bệnh phổ biến với thành phần chính là đồng oxychlorua. Chất này giúp bảo vệ cây khối nhiều loại nấm gây hại, đặc biệt là thán thư và nấm hồng. Đồng oxychlorua rất an toàn cho cây trồng và môi trường vì nó là chất kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên. Cách dùng Champion 77 EP rất đơn giản. Bà con chỉ cần pha 20-30 gram thuốc với 10 lít nước rồi phun đều lên toàn bộ cây. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát, tránh phun lúc nắng gắt hay trời mưa. Champion 77 BP có ưu điểm là bám dính tốt trên lá, giúp bảo vệ cây lâu dài. Không những thế, thuốc còn tăng sức đề kháng, giúp cây khỏe mạnh và cho năng suất cao hơn. Đặc biệt, Champion 77 BP đã được thử nghiệm và chứng minh hiệu quả trên nhiều loại cây, từ cây ăn quả, rau màu đen, cây công nghiệp. Vậy nên, bà con có thể yên tâm dùng cho tất cả các loại cây trồng của mình. Nhớ là luôn đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì để dùng đúng liều lượng và thời gian phun thuốc nhé. Và đừng quên đeo găng tay, khẩu trang khi pha và phun thuốc để bảo vệ sức khỏe. Với Champion 77 BP, bà con đã có thêm một vũ khí lợi hại để bảo vệ mùa màng khỏi thán thư và nấm hồng. Hãy thử và cảm nhận sự khác biệt. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Nếu thấy video hữu ích, hãy bấm thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác. Chúc bà con một mùa vụ bội thu. Để biết thêm chi tiết, đừng quên truy cập theplant.vn nhé.